Thiền xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Thiền đang đứng ở đoạn đường Kinh Mới. Thì cái đoạn đường mà năm 2022 đó Thiền có vận động kêu gọi cô chú anh chị xây dựng cầu. Cô chú anh chị cũng giúp đỡ cái đoạn đường Thiền đổ 8 tấc đó. Thì ngày hôm nay cái đoạn đường đó được nhà nước làm lại cái đường rộng hơn, là cái đường lộ 2m. Thì nó thẳng tới chỗ cái cầu mình làm luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì thời điểm trước đó, trước khi mình chưa làm lộ 8 tấc đó, thì cái đoạn đường này xe cộ chạy không có được. Rồi đến khi làm lộ xong thì bà con đi rất là đông. Rồi chính quyền địa phương, nhà nước thấy cái nhu cầu của người dân đi lại rất là nhiều. Thành ra đó, địa phương người ta làm cái lộ bự luôn, là lộ 2m. Thì bây giờ đây là xe cộ, người dân đi lại rất là thuận tiện. Mà đoạn đường này cô chú anh chị nhìn thấy bên đây nè, đồng ruộng kế bên đẹp lắm. Thì Thiền cũng muốn quay phim lại để gửi đến cô chú anh chị xem, thì thấy được quê hương ở ấp Vĩnh Lộc, ấp Vĩnh Thanh với ấp Vĩnh Lợi của xã Vĩnh Thạnh nó đang thay đổi từng ngày theo cái hướng tốt hơn, tích cực hơn. Cái từ cái chỗ Thiền đang đứng đây là mình đi về ở trong các ấp, cũng như là đi về chợ Dòng Ghiền. Cái hướng mình đang quay phía trước là chợ Dòng Ghiền á. Bây giờ đây có con đường 2m hết rồi. Thời hai năm mấy, gần 3 năm trước đó, mình làm này cái con lộ nhỏ thôi, chỉ có 8 tấc để bà con đi tạm đó, để mà không có bị dính sình, dính bùn. Thì giờ đây cái đường của mình hôm trước mình làm đó, thì khi người ta làm lộ mới, người ta khỏa cái mặt bằng á đó, cái lộ mình thì kéo ra ngoài này nè. Đây cái lộ hôm trước mà mình đổ là 8 tấc đó, người ta kéo ra. Rồi giờ thay thế cái con đường 2m thẳng tắp dọc theo cái bờ kinh, bờ ruộng nó nhìn rất là đẹp luôn. Thì đây là đang vào mùa nước nổi á, thành ra Thiền thấy cái cảnh này đẹp, rồi Thiền chia sẻ lại với cô chú anh chị xem nha. Thì ở đầu Thiền đang đứng này là đoạn giữa, rồi đi tới chỗ cái cầu Kinh Mới đằng kia Thiền sẽ quay lại gửi đến cô chú anh chị. Bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi một cái đoạn đường mà Thiền quay phim chia sẻ nha, con đường 2m ở Kinh Mới. Trước đây cái con đường này thì hai bên đó, cây chuối rồi mấy cái cây cối nhiều lắm. Giờ làm lộ thì người ta phát quang ra và chống lỏng rồi. Nhìn đồng ruộng mênh mông luôn, đẹp. Đây huyện Dòng Điền thì bà con làm ruộng là chính đó. Thành ra ở ngoài ruộng mà nhìn thấy mấy cái con vịt, rồi mấy cái dớn, rồi đồng lúa chét. Con đường đổ rất là chất lượng luôn, bề ngang 2m. 2m là hai xe qua mặt qua lại là không có bị kẹt. Thì sau này còn đắp lề lên nữa, nó rộng ra một bên thêm 5 tấc nữa. Rồi giờ mình bắt đầu đi cái đoạn lộ nhà nước mới làm, lộ 2m. Cái mặt đường đổ láng, bê tông này chất lượng. Cái đường này ngày xưa tới bây giờ không có ai nghĩ là sẽ có con đường lộ 2m nó chạy thẳng về hướng nhà Thiện á. Nhưng mà bây giờ có cái con đường 2m đi chợ Dòng Ghiền rất là khỏe luôn. Đi đường này nó nhanh mà dễ chạy nữa. Hai bên đường thì đồng lúa mát mẻ lắm. Từ ở nhà mà đi chợ Dòng Ghiền thì nó không có lâu, mất khoảng 15 phút thôi nếu mà đi con đường này nhanh. Mới đổ thôi, mấy cái bao xi măng còn ở hai bên đường nên người ta cũng chưa có đắp lề nữa, còn đắp lề lên nữa.
chú anh chị nhà hảo tâm giúp đỡ thời điểm Thiện đổ cái con đường nhỏ đó, nhờ vậy mà xe người dân đi lại nhiều, từ chỗ mà đi lại nhiều đó cho nên chính quyền địa phương làm cái con đường để phục vụ cho bà con đi đi chợ, đi trao đổi hàng hóa đó được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Thì về trong này giờ đây là bà con ai cũng mừng hết. Cầu kinh mới ngày trước làm bề ngang nó chỉ có 1m1 thôi. Đây là cái cầu kinh mới lúc trước làm là bề ngang 1m1 rồi, chạy qua cầu luôn. Đây là cầu đường kinh mới, thì lúc trước mình làm cầu xong rồi làm đường luôn cho nên mình lấy chữ là cầu đường kinh mới đó. Thì làm giai đoạn là tháng 12 2021 cho đến tháng 1 2022, cho đến giờ đây là tới tháng 9 2024 rồi, nó cũng là gần 3 năm đó. Đây là số tiền của cô bác anh chị đóng góp đó để mình làm cái cầu, làm con đường luôn. Bây giờ nhà nước làm con đường rộng hơn, giờ đây nhìn đẹp hơn rồi đó. Còn cái cầu kỷ niệm đó, cái cầu mình là cũng lấy cái cầu cũ xin lại rồi mình đổ cột đổ đà làm lại mới để cho bà con đi qua lại hai bên đó. Cầu này rất là cao à, tới giờ cái đèn năng lượng nó vẫn còn hoạt động, vẫn còn sáng. Giờ đây bên kia là đẹp, sáng sủa, đường lộ thẳng tắp luôn. Các anh chị vào cái mục tìm kiếm trên trang chủ YouTube, mình bấm Lý Thiện Kiên Giang đó, thì sẽ ra cái tên kênh của Thiện đó. Cái kênh này thì cũng tạo được 7 tháng đó, bấm Lý Thiện Kiên Giang thì nó sẽ ra à, trong dưới đây thì cũng có một vài video Thiện quay trước đó từ tháng 7 tháng trước. Đó. Thì mình sẽ chọn vào cái mục đăng ký và nhấn vào cái chuông để khi có video mới đăng lên thì YouTube sẽ báo cho cô bác anh chị đó. Thì trên này cũng có một vài video Thiện quay trước đó rồi nhưng mà chưa có đủ người đăng ký cũng như cái người giờ xem đó. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ Thiện trên cái kênh mới này nha, cũng gần 1.000 người đăng ký rồi đó. Thì đăng ký trên này thì sẽ có những video mới Thiện quay và cập nhật trên đó thì cô bác anh chị sẽ xem được. Rất cảm ơn cô chú bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ Thiện.